sổ tay của Krishnamurti. Ngày 17 tháng 9. Ngày hôm nay nóng nực, ngột ngạt, và thậm chí những con chim bồ câu cũng đang ẩn núp, và không khí oi bức, nên ở trong một thành phố không dễ chịu chút nào cả. Một đêm mát mẻ và một ít ngôi sao được nhìn thấy thật sáng, thậm chí những ngọn đèn thành phố cũng không thể làm mơ lu mờ chúng. Chúng ở đó cùng một mảnh liệt kinh ngạc. Hôm nay là ngày của cái khác lạ. Nó xảy ra lặng lẽ suốt ngày và có những khoảnh khắc lóe lên, phải trở nên mạnh mẽ và lặng lẽ lại, phải tiếp tục xảy ra lặng lẽ. Nó ở đó cùng mãnh liệt đến độ mọi cử động đều không thực hiện được. Người ta bị bắt buộc phải ngồi xuống. Khi thức giấc lúc nửa đêm, nó ở đó cùng mất sức mạnh và năng lượng vô biên. Trên hàng hiên cùng những tiếng gầm rú của xe cộ không liên tục lắm. Mọi hình thức của thiền định đều không trọn vẹn và không cần thiết, vì nó ở đó bao la quá, không còn đo lường được. Nó là một phước lành và mọi thứ có vẻ hơi ngô nghê và ấu trĩ. Vào những dịp này, bộ não luôn luôn rất tĩnh lặng nhưng không mê muội, và toàn cơ thể bất động. Đó là một sự kiện lạ thường. Con người chẳng thay đổi bao nhiêu qua hình thức nào đó của ép buộc, áp lực, phải bên ngoài và bên trong. Con người thay đổi mà thực sự chỉ là một điều chỉnh sự ảnh hưởng nào đó. Một từ ngữ, một cử chỉ làm cho con người thay đổi khuôn mẫu của thói quen, nhưng không nhiều lắm. Sự tuyên truyền, một tờ báo, một biến cố phải có thay đổi trên một mức độ nào đó, phải dòng chảy của sống. Sợ hãi và phần thưởng phá vỡ thói quen suy nghĩ, nhưng chỉ để thay đổi vào một khuôn mẫu khác. Một sáng chế mới, một tham vọng mới, một niềm tin mới có tạo ra những thay đổi nào đó. Nhưng tất cả những thay đổi này chỉ xảy ra trên bề mặt, giống như cơn gió mạnh quét trên mặt nước. Chúng không có căn bản, phải thâm thẳm, phải hủy diệt. Tất cả thay đổi bị gây ra bởi động cơ, phải không là thay đổi gì cả. Cách mạng xã hội, kinh tế là một phản ứng, và bất kỳ thay đổi nào được tạo ra từ phản ứng không là một thay đổi căn bản. Nó chỉ là một thay đổi trong khuôn mẫu. Thay đổi như thế chỉ là điều chỉnh, phải một sự việc mấy móc của ham muốn để có được thanh thản, an toàn. Phải thuần túy chỉ là sinh tồn thuộc vật chất. Vậy thì cái gì sáng tạo sự thay đổi cơ bản? Ý thức, những hiển lộ và những dấu diếm, phải nguyên bộ máy của suy nghĩ, phải cảm thấy, phải trải nghiệm, phải ở trong những biên giới của thời gian và không gian. Đọc lại, vậy thì cái gì sáng tạo sự thay đổi cơ bản? Ý thức, phải những hiển lộ và những dấu diếm, nguyên bộ máy của suy nghĩ, cảm thấy, trải nghiệm, phải ở trong những biên giới của thời gian và không gian. Nó là một tổng thể không thể phân chia. Sự phân chia phải nhận biết được và không nhận biết được có ở đó chỉ cho sự thuận tiện khi giao tiếp xã hội và truyền đạt, nhưng sự phân chia không là sự thật. Tầng bên ngoài của ý thức có thể và có tự thay đổi chính nó.
điều chỉnh chính nó, bổ sung chính nó, sửa đổi chính nó, thu nhận hiểu biết kỹ thuật mới. Nó có thể tự thay đổi chính nó để phù hợp vào một khuôn mẫu kinh tế xã hội mới, nhưng những thay đổi như thế chỉ ở bên ngoài và mỏng manh. Qua những giấc mộng, tầng ý thức bên trong, cái ý thức giấu giếm có thể và có tiết lộ hay gợi ý một cách gián tiếp những thúc bách của nó, những đòi hỏi của nó, những ham muốn được lưu trữ của nó. Những giấc mộng cần những diễn giải, nhưng người diễn giải luôn luôn bị quy định. Không còn nhu cầu có những giấc mộng nếu suốt những tiếng đồng hồ thức giấc có một nhận biết không chọn lựa, mà trong đó mọi suy nghĩ và cảm thấy mấy đồng đều được hiểu rõ, rồi thì giấc ngủ sẽ hoàn toàn có một ý nghĩa khác hẳn. Phân tích tầng ý thức bên trong, hàm ý người phân tích và vật được phân tích, người kiểm duyệt và vật được kiểm duyệt. Trong hành động này không có những xung đột, nhưng chính người phân tích bị quy định, nơi sự đánh giá, sự diễn giải của anh ấy không bao giờ có thể trung thực, nó sẽ bị biến dạng, bị xuyên tạc. Vì thế tự phân tích về chính mình hoặc một phân tích bởi người khác, dù chuyên nghiệp bao nhiêu, có lẽ tạo ra vài thay đổi hời hợt, một điều chỉnh trong liên hệ tương quan và vân vân, nhưng sự phân tích sẽ không sáng tạo một thay đổi căn bản cho ý thức. Phân tích không thay đổi ý thức. Ngày 18, mặt trời muộn buổi chiều đang ở trên sông và lẫn trong những chiếc lá ửng đỏ của cây cối mùa thu dọc theo một đại lộ dài. Những màu sắc đang chói lòa cực mạnh và có đủ mọi màu khác biệt. Con sông thật hẹp và cũng bừng bừng. Một hàng người thật dài đang chờ đợi dọc theo bến phà để đón con thuyền dạo chơi, và những chiếc xe hơi đang tạo ra sự ồn ào khủng khiếp. Hầu như không thể chịu đựng được trong một thị trấn lớn vào một ngày nóng nực. Bầu trời quang đãng và mặt trời không biểu lộ một chút nhân từ. Nhưng sáng nay khi còn rất sớm, và chòm sao Orion vẫn còn lơ lửng trên đầu, và chỉ có một hoặc hai chiếc xe hơi đang chạy qua dọc theo dòng sông. Trên hàng hiên có tĩnh lặng và thiền định cùng cái trí và quả tim mở toang, vậy đang tiến sát vào chết. Mở toang hoàn toàn, vậy mong manh hoàn toàn là chết. Mở toang hoàn toàn, vậy mong manh hoàn toàn là chết. Vậy là chết không còn ngõ ngách nào để có thể tìm được chỗ ẩn náu. Chỉ trong bóng tối, trong những hốc hẻm bí mật của suy nghĩ và ham muốn mới có chết. Chỉ trong bóng tối, trong những hốc hẻm bí mật của suy nghĩ và ham muốn mới có chết. Nhưng chết luôn luôn ở đó, đón chờ một quả tim đã bị tàn tạ trong sợ hãi và hy vọng. Nó luôn luôn ở đó, nơi suy nghĩ đang rình rập và theo dõi. Trong công viên, một con cú đang hú lên, và nó là một âm thanh dễ chịu, thật rõ ràng và quá sớm. Nó vang lên và bật tâm trong những khoảng ngừng không đều đặn, và dường như nó ưa thích giọng điệu riêng của nó, vì không có một con cú nào đáp lại. Thiền định phá vỡ những biên giới của ý thức. Nó phá tan cơ cấu của suy nghĩ và cảm thấy mà suy nghĩ khuấy động. Thiền định bị trói buộc trong những phương pháp, trong một hệ thống của những phần thưởng và những hứa hẹn, vậy làm quê quắc và kiềm chế năng lượng. Thiền định là đang giải phóng cho năng lượng dư thừa và kiểm soát kỷ luật và đè nén, phá hỏng tinh khiết của năng lượng đó. Thiền định là đang giải phóng cho năng lượng dư thừa và kiểm soát kỷ luật và đè nén, sẽ phá hỏng tinh khiết của năng lượng đó. Thiền định là ngọn lửa đang đốt cháy mãnh liệt mà không để lại bất kỳ tro bụi nào. Từ ngữ, cảm thấy, suy nghĩ luôn luôn để lại tro bụi, và sống dựa vào tro bụi là phương cách của thế giới. Thiền định là hiểm họa vì nó hội hủy diệt mọi thứ.
không cái gì còn sót lại, thậm chí không còn một mảy may của ham muốn. Và trong trống không không đấy, phải bao la này có sáng tạo và tình yêu. Đọc lại, thiền định là hiểm họa vì nó hủy diệt mọi thứ, phải không cái gì còn sót lại, thậm chí không còn một mảy may của ham muốn. Và trong trống không không đấy, phải bao la này có sáng tạo và tình yêu. Tiếp tục gạch ngang, sự phân tích thuộc cá thể hoặc chuyên nghiệp không sáng tạo sự thay đổi của ý thức. Không nỗ lực nào có thể thay đổi nó. Nỗ lực là xung đột, và xung đột chỉ củng cố những bức tường của ý thức. Không lý luận nào dù hợp lý và khôn ngoan phải có thể giải thoát được ý thức, vì lý luận là ý tưởng bị gây ra bởi ảnh hưởng, phải trải nghiệm và hiểu biết. Và tất cả những thứ này là những đứa trẻ của ý thức. Khi tất cả những thứ này được thấy như giả dối, phải một tiếp cận giả dối để có được thay đổi, phải phủ nhận những giả dối là đang làm trống không ý thức. Đọc lại, khi thấy tất cả những thứ này, khi tất cả những thứ này được thấy như giả dối, phải một tiếp cận giả dối để có được thay đổi, phải phủ nhận những giả dối là đang làm trống không ý thức. Sự thật không có đối nghịch, và tình yêu cũng vậy. Theo đuổi đối nghịch không dẫn đến sự thật, chỉ cần phủ nhận đối nghịch. Sự thật không có đối nghịch và tình yêu cũng vậy. Theo đuổi đối nghịch không dẫn đến sự thật, phải nó chỉ cần phủ nhận đối nghịch. Đọc lại, sự thật không có đối nghịch và tình yêu cũng vậy. Theo đuổi đối nghịch không dẫn đến sự thật, phải chỉ cần phủ nhận đối nghịch. Không có phủ nhận nếu nó là kết quả của hy vọng hay của đang đạt được. Chỉ có phủ nhận khi không có phần thưởng hoặc trao đổi. Có từ bỏ chỉ khi nào không có kiếm được trong hành động của đang từ bỏ. Phủ nhận cái giả dối là tự do khỏi tích cực cùng đối nghịch của nó. Tích cực là ủy quyền cùng chấp nhận, tuân theo, mô phỏng của nó và trải nghiệm cùng hiểu biết của nó. Phủ nhận là cô đơn. Cô đơn không còn tất cả ảnh hưởng, phải truyền thống, và không còn khao khát cùng lệ thuộc và quyến luyến của nó. Cô đơn là phủ nhận tình trạng bị quy định, phải cái nền quá khứ, cái khung trong đó ý thức hiện diện và có đang hiện diện của nó là tình trạng bị quy định của nó. Nhận biết không chọn lựa được tình trạng bị quy định này là, và phủ nhận hoàn toàn bộ nó là cô đơn. Nhận biết không chọn lựa được tình trạng bị quy định này và phủ nhận toàn bộ nó là cô đơn. Cô đơn này không là cô lập, phải cô độc, phải sống trong tình trạng tự khép kín. Cô đơn này không là cô lập, cô độc, sống trong tình trạng tự khép kín. Cô đơn không là rút lui khỏi sống, trái lại nó là tự do tổng thể khỏi xung đột và đau khổ, phải khỏi sợ hãi và chết. Cô đơn này là sự thay đổi của ý thức, sự thay đổi hoàn toàn của cái gì đã là. Cô đơn này trống không, nó không là trạng thái tích cực của đang là, cũng không phải không đang là. Nó là trống không. Trong ngọn lửa của trống không này, cái trí được làm cho tươi trẻ, trong sạch và ô nhiễm và vô nhiễm. Trong ngọn lửa của trống không này, cái trí được làm cho tươi trẻ, trong sạch và vô nhiễm. Chính là vô nhiễm, một mình nó mới có thể thu nhận cái không thời gian, cái mới mẻ mà luôn luôn đang tự hủy diệt chính nó. Hủy diệt là sáng tạo. Nếu không có tình yêu, phải
không có hủy diệt. Ra khỏi thị trấn đang mở rộng lộn xộn là những cánh đồng, những cánh rừng và những quả đồi. Ngày 19 tháng 9. Liệu có một tương lai? Chấm hỏi. Có một ngày mai đã được lên kế hoạch sẵn. Những việc nào đó phải được làm. Cũng có ngày mốt với tất cả những việc phải được làm tuần tới và năm tới. Những việc này không thể thay đổi được, có lẽ được bổ sung thêm hoặc được biến đổi hoàn toàn, nhưng nhiều ngày mai vẫn còn ở đó, chúng không thể bị phủ nhận. Và có không gian từ đây đến đó, gần và xa, khoảng cách tính bằng cây số. Không gian giữa những thực thể, khoảng cách mà suy nghĩ bao phủ trong một ánh chớp. Chấm phẩy, phía bên kia của con sông và mặt trăng xa xôi. Thời gian để bao phủ không gian, khoảng cách và thời gian để băng qua con sông từ đây đến đó. Thời gian cần thiết để bao phủ không gian đó, nó có lẽ mất một phút, một ngày hay một năm. Thời gian này bởi mặt trời và bởi đồng hồ. Vậy thời gian là một phương tiện để đến. Điều này khá đơn giản và rõ ràng. Liệu có một tương lai ngoại trừ thời gian tuần tự? Vậy máy móc này chấm hỏi. Liệu có một đang đến, liệu có một kết thúc mà thời gian là cần thiết? Chấm hỏi. Những con chim bồ câu đang ở trên mái nhà. Thật sớm vào buổi sáng, chúng đang kêu vù vù, rỉa lông và rượt đuổi nhau. Mặt trời vẫn chưa lên và có một ít đám mây bồng bềnh bay rải rác khắp bầu trời. Chúng vẫn chưa có màu sắc và tiếng ầm ĩ của xe cộ vẫn chưa bắt đầu. Vẫn còn nhiều thời gian để những ồn ào thường lệ bắt đầu. Và xa khỏi những bức tường này là những cái vườn. Vào chiều tối hôm qua, bãi cỏ nơi không một ai được phép dẫm lên, dĩ nhiên ngoại trừ những con chim bồ câu và vài con chim sẻ, rất xanh tươi, xanh đến choáng ngợp, và những bông hoa ánh lên rất rực rỡ. Mọi nơi khác là con người cùng những hoạt động và công việc vô tận của anh ấy. Có một cái tháp phải kết cấu hoàn chỉnh và vững vàng, và lúc này nó ngập tràn ánh đèn sáng rực. Bãi cỏ dường như úa vàng và các bông hoa sẽ héo tàn vì mùa thu đã ở khắp mọi nơi. Nhưng đã từ lâu trước khi những con chim bồ câu xuất hiện trên mái nhà, phải ở hàng hiên thiền định là hớn hoan, không có lý do cho ngây ngất này. Gạch ngang, có một nguyên chân nhân cho hớn hoan, không còn là hớn hoan nữa. Đơn giản, nó chỉ ở đó, và suy nghĩ không thể giam cầm nó và biến nó thành một kỷ niệm để ghi nhớ. Nó quá mãnh liệt và đang sống đến độ suy nghĩ không thể đùa giỡn với nó, và suy nghĩ cùng cảm thấy trở nên rất tỉnh và tỉnh. Nó đến cuồn cuộn đợt sống này sang đợt sống khác. Vậy một vật đang sống, không thứ gì có thể kìm hãm, và hân hoan này có phước lành. Toàn bộ sự việc vượt khỏi tất cả suy nghĩ và đòi hỏi. Liệu có một đang đến? Chấm hỏi. Đến chắc chắn là sống trong đau khổ và trong cái bóng của sợ hãi. Liệu có một đang đến phía bên trong, một mục đích phải vươn tới, một kết thúc phải đạt được? Chấm hỏi. Suy nghĩ đã cố định một kết thúc. Phải thượng đế, hạnh phúc, thành công, đạo đức và vân vân. Nhưng suy nghĩ chỉ là một phản ứng, một phản hồi của ký ức, và suy nghĩ nuôi dưỡng thời gian để bao phủ cái không gian giữa cái gì là và cái gì nên là. Cái gì nên là phải lý tưởng, phải thuộc từ ngữ, thuộc lý thuyết. Nó không có sự thật. Đọc lại. Cái gì nên là phải lý tưởng, thuộc từ ngữ, thuộc về lý thuyết. Nó không là, nó không có sự thật. Cái sự kiện không có thời gian, nó không có một kết thúc phải thành tựu, không khoảng cách phải đi tới. Cái sự kiện là, và mọi thứ khác không là.
cái sự kiện là và mọi thứ khác không là. Không có sự kiện nếu không có chết đối với ý lý tưởng. Không có sự kiện nếu không có chết đối với lý tưởng, đối với thành tựu, đối với kết thúc. Lý tưởng, mục đích là một tẩu thoát khỏi cái sự kiện. Cái sự kiện không có thời gian và không có không gian. Và vậy thì liệu có chết hay không? Chấm hỏi. Có một đang tàn tạ. Bộ máy của các cơ quan cơ thể thoái hóa từ từ, bị sụp đổ mà là chết. Nhưng điều đó không thể tránh khỏi. Như chì của cây bút này sẽ mòn đi. Đó là sự việc gây sợ hãi hay sao? Chấm hỏi. Hay là chết của thế giới của, hay là chết của thế giới của đang trở thành, phải của đang kiếm được, của đang thành tựu? Chấm hỏi. Đọc lại. Hay là chết của thế giới đang trở thành, đang kiếm được, đang thành tựu? Chấm hỏi. Thế giới đó không có giá trị. Nó là thế giới của giả tạo, của tẩu thoát. Cái sự kiện phải cái gì là phải và cái gì nên là hai sự việc hoàn toàn khác biệt. Cái sự kiện, cái gì là và cái gì nên là hai sự việc hoàn toàn khác hẳn. Cái gì là trói buộc vào thời gian và khoảng cách, đau khổ và sợ hãi. Chết của những chiếc lá này, chết của những chiếc lá này chỉ là cái sự kiện. Vậy cái gì là? Chấm. Không có tương lai với cái gì là. Không có tương lai đối với cái gì là. Suy nghĩ vậy mà nuôi dưỡng thời gian vậy thì không thể vận hành vào cái sự kiện. Suy nghĩ mà nuôi dưỡng thời gian, nó không thể vận hành vào cái sự kiện. Suy nghĩ không thể thay đổi cái sự kiện. Nó chỉ có thể tẩu thoát khỏi cái sự kiện. Và khi tất cả mọi thôi thúc để tẩu thoát không còn nữa, lúc đó cái sự kiện trải qua một thay đổi lạ thường. Nhưng phải có chết đối với suy nghĩ mà là thời gian. Khi thời gian như suy nghĩ không còn, vậy thì liệu có cái sự kiện, vậy cái gì là hay không? Khi thời gian như suy nghĩ không còn, vậy thì liệu có cái sự kiện, cái gì là hay không? Khi có hủy diệt thời gian như suy nghĩ, vậy thì không có chuyển động trong bất kỳ phương hướng nào, không có không gian để bao phủ, vậy chỉ có bất động của trống không. Đây là hủy diệt tổng thể của thời gian như hôm qua, hôm nay và ngày mai, như ký ức của tiếp tục, của đang trở thành. Ngay lúc đó đang hiện diện không có thời gian, chỉ còn hiện tại đang sống, nhưng hiện tại đó không thuộc thời gian. Ngay lúc đó đang hiện diện không có thời gian, chỉ còn hiện tại đang sống, nhưng hiện tại đó không thuộc thời gian. Nó là chú ý không có những ranh giới của suy nghĩ và những biên giới của cảm thấy. Những từ ngữ được sử dụng để truyền đạt và những từ ngữ, những biểu tượng không có chút ít, không có chút ý nghĩa nào trong chính chúng. Đọc lại. Những từ ngữ được sử dụng để truyền đạt và những từ ngữ, những biểu tượng không có chút ý nghĩa nào trong chính chúng. Sống luôn luôn là hiện tại đang sống. Thời gian luôn luôn thuộc về quá khứ và vì thế thuộc về tương lai. Và chết đi thời gian là sống trong hiện tại. Chính sống này là bất tử, không phải sống trong ý thức. Chính sống này là bất tử, không phải sống trong ý thức. Thời gian là suy nghĩ trong ý thức, và ý thức bị kìm kẹp bên trong cái khung của nó. Luôn luôn có sợ hãi và đau khổ trong mạng lưới của suy nghĩ và cảm thấy. Kết thúc của đau khổ là kết thúc của thời gian. Kết thúc của đau khổ là kết thúc của thời gian. Trang 149 tạm dừng.